Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Ngay tại Việt Nam, số ca nhiễm bệnh cũng tăng đáng kể trong vài ngày qua, khiến mỗi người đều phải đảm bảo an toàn sức khỏe đến mức tối đa. Với nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại do COVID-19 gây ra, nhiều nghệ sĩ Việt đã có những nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Mới đây, Ngọc Trinh chính là nghệ sĩ tiếp theo quyên góp số tiền lớn để chống dịch COVID-19 trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải thư cảm ơn từ bệnh viện trợ giấy và hé lộ mình đã đóng góp một máy ép tim trị giá 500 triệu đồng cho khoa hồi sức cấp cứu, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đây, ba tôi từng được điều trị tại bệnh viện trợ giấy. Nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tôi muốn đóng góp chút gì đó để chung tay hỗ trợ bệnh viện trợ giấy trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh và cũng là để tỏ lòng chi ân đối với bệnh viện, Ngọc Trinh chia sẻ. Ngọc Trinh là nghệ sĩ Việt tiếp theo quyên góp phòng chống dịch COVID-19. Ngọc Trinh đã quyên góp máy ép tim có trị giá 500 triệu đồng. Hành động của cô nàng nhận được vô vàng lời khen ngợi từ khán giả. Ảnh, Facebook nhân vật,